Xin chào các bạn, đây là scale của con Comanche size 300. Con này mình sử dụng cùng 5 lá của C189, cùng và đĩa và head rotor của C189. Còn cái phần sườn thì mình sử dụng của F06. Về bộ điện vẫn là sử dụng của F06. Riêng về mặt mình sử dụng mặt XK. Sau đó mình ốc lên động cơ không cho thang đua. Đây phim. Thì C189, khi mà các bạn ráp vô thì nó sẽ quay theo cái hướng ngược kim đồng hồ, và đồng thời cái motor nằm phía bên trái. Nhưng mà khi mình gắn qua scale này, mình đổi lại sẽ quay phải. Nhưng mà khi mình quay phải thì nó không có thuận chiều gió, thì mình sẽ đổi lại cái riếp cánh của C189. Là cái này nằm dưới, là cái phía dưới này nằm trên, và mình sẽ xoay lại thì nó ra được cái bộ cùng này là 5 lá, mình sẽ quay phải, quay như vậy. Trên chiếc cái bài này nó sẽ mất đèn sẵn.